chặt lách rất keo đến từ Đức Luân. Tầm xa trời lục, ôi giời ơi, ghê. Càng thực sự luôn anh em. Vâng, đây sẽ là kèo đấu của Tin Gáy To đối đầu với Luân TV. Đội hình luôn vui tươi. Còn lại Luân TV sẽ có một kèo gỡ 10 điểm đối đầu với anh chàng Tin Gáy To của chúng ta. Càng đấy. Bàn thì càng đấy. Các bạn hãy nhớ rằng là tất cả các tuyển thủ trong giải thi đấu này, khi anh em tham gia giải này ấy, là tất cả mọi người là chơi giao lưu vui vẻ đấy các bạn. Và chúng ta sẽ mục đích chính là gây quỹ ủng hộ, không phải là anh em thắng thua rồi bảo là bắn hộ hay là gáy gì đâu. Mọi người chơi nói chuyện vui thoải mái đây anh em. Anh em tất cả mọi streamer, youtuber tham gia giải thi đấu này đều là những mà những người anh em mà Việt Thắng đã tuyển chọn rồi. Chứ không có kiểu là người ta ra người ta thua người ta đổi lỗi cho nhau hay là cái gì đâu, người ta nói vui thôi. Còn bất kỳ ai mà có cái gì thì Việt Thắng sẽ chính thức là cho ra khỏi giải ngay, nhưng anh em yên tâm một cái điều là như vậy. Các bạn có fan ai thì anh em hãy xem một trận thi đấu với mục đích là vui vẻ. Cái này Việt Thắng muốn để cho người ta thấy được rằng là một cái hình ảnh đẹp về cộng đồng FIFA của chúng ta. Chúng ta gây quỹ ủng hộ này kia đấy, chúng ta sẽ có những hình ảnh đẹp, chứ không phải là các bạn để các bạn là tranh cãi giữa team giữa fan người này với người kia nhá. Đây là cái vấn đề mà tất cả các streamer muốn và các tuyển thủ muốn. Và 1-0 dành cho Luân TV rồi, quay trở lại trận đấu đi các bạn. Người ta bắn không hay thì những cái người ghét người ta lại chê gà. Người ta bắn hay thì những người ghét người ta lại bảo người ta là bắn hộ. Đấy là anh đang nói những bạn ghét thôi. Còn đa phần thì chỉ có 1-2 bạn thôi. Và tỷ số đang là 0-1 rồi. Hoàng ơi. Alo chú. Để ý kênh chat nhá. Bạn nào mà tiêu cực quá, comment tiêu cực quá các bạn hết nhé. Bảo cứ lên đi. Không nhắc nhé, cứ ban thẳng luôn. Vâng, 0-2 rồi. Chú nói rồi, chơi với chú Việt Thắng thì chú chỉ cần những bạn đồng quan thôi. Ui giời ơi, 0-3, ngó đấy giờ rồi. Tôi biết kiểu gì là nó cũng ra đạn là vô đầu, cực kỳ gắt. Cực kỳ gắt dành cho vị trí của Luân TV. Khả năng cao là người gỡ 10 điểm dành cho đội hình của Hùng Akira chính là Luân TV đây rồi. Hình như là Luân TV đang tưởng nhầm là giải solo bắn sót mùa 4 à. Ôi Luân ơi, đây là kèo tự do. Và Tin Gáy To thì đang rất là thoải mái khi mà đã có sẵn là với 3 trận thi đấu thắng trước rồi. Đấy. Nên bởi vì thế thì có 30 điểm trong kèo thi đấu này rồi. Không có quá áp lực trong trận thi đấu của Tin và Luân TV. Nhưng Luân TV thì cần phải quyết định là thắng trong trận thi đấu này để mang về 10 điểm cuối cùng dành cho đội tuyển của mình. Ui ôi, chạy lách rất keo đến từ những Luân. Tầm xa trời lục, ôi giời ơi. Ghê. Càng thực sự luôn anh em. Vâng, gắt lắm luôn đấy. Ui, cực kỳ căng thẳng. Vâng, cảm ơn tất cả các streamer, youtuber đã góp mặt vào trong những cái trận thi đấu, cái giải thi đấu này. Một giải thi đấu mang tên là huynh đệ tương tàn. Nhưng mục đích chính thì chúng ta đem tới những cái màn thi đấu giao lưu để cho các fan hâm mộ xem. Và một trong những cái giải đấu để quyên góp tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid. Đây là một trong những cái điều rất đáng mừng. Ồ, 1-4, một pha bắn tốt đến từ với Utin. Tôi lại cứ tưởng rằng Luân là một tình huống đưa đạn rất êm. Một tình huống đưa đạn rất êm đến từ vị trí của Tin Gáy To. Càng. Và bây giờ thì Tin chơi UMP. Để xem rằng một kèo tiểu liên của Tin Gáy To đối đầu với sọt gần của Luân TV như thế nào. Ôi. Và tốc độ ra đạn ánh sáng đến từ vị trí của Luân.
có một tình huống mà tôi chỉ thấy Luân TV đưa súng lên sau đó cất luôn vào cặp quần và tỷ số là 5-1. Hay, nếu Luân TV là người chơi bắn mở màn trong trận thi đấu này thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác, cực kỳ khét. Vâng, căng đét và khét lẹt luôn. Em thích anh Việt Thắng ở chỗ dạy mấy đứa tiêu cực trong kênh chat à. Ông bản thân anh là ai quý, có quý anh như nào đi nữa, nhưng mà đối xử với những người khác, với những người em của anh, tất cả những tất cả 12 streamer trong này đều là những người anh, người em của anh Việt Thắng. Bởi vì thế thì khi ai đụng với bất kỳ một người nào trong này thì anh sẽ quyết định đó là bạn và không nhắc nhở nhé. Đấy là anh đã nhắc toàn bộ đội cờ lê rồi đấy, các em có thể nhìn thấy rằng là tốc độ ban với 5-6 bạn cờ lê thì ôi giời ơi, ban với tốc độ ánh sáng quá hay. Phương châm của anh là không chặn chát, không nhắc nhở. Vì với những người mà đã có quan điểm tiêu cực, vì thực sự anh nói thật với các em ấy là những người fan người ta đang xem ấy, gần 20.000 người đang xem nhưng chỉ có một tầm khoảng 10 người bình luận thôi. Những cái người đấy ấy, đôi khi là những cái người phá đám ghét chính ra ấy, họ lại ghét cả hai người, ví dụ ghét cả Hùng Akira, ghét cả Đức Võ vào comment kiểu chống phá thế thôi để tạo hiệu ứng. Nhưng mà thực tế thì cứ kể cả là 100 hay 1.000 người thì anh cũng xác định luôn là sẽ là ban. Trước giờ là như vậy. Và anh kể cả là nói tục, ví dụ như có hai bạn trong kênh chat chửi nhau thì anh cũng ban cả hai bạn. Nên là các bạn bị ai chửi thì các bạn cứ yên tâm là ngay tức người đấy sẽ bị ban, các bạn đừng chửi lại. Đây là cái điều mà anh muốn. Kênh chat của anh là một kênh chat lành mạnh. Tại vì người ta nhìn nhận cộng đồng của mình, khi mà các streamer người ta không nói gì nhưng mà những người người ta cố tình đi comment kiểu vậy thì lại người ta nhìn nhận là trẻ trâu này nó. Anh không thích. Đấy, ngày hôm qua tôi đã ngồi nguyên một ngày tôi tặng cho các bạn thẻ cào từ đầu livestream đến cuối livestream rồi. Bao nhiêu lời chúc hay rồi, 1-7. Vâng, 10 điểm dành cho vị trí của đội hình luôn vui tươi. Bây giờ mới vui được rồi. Ôi ôi ôi, hay quá. Ôi ôi. Hay. Gắt. Rồi. Căng. Rồi, và đã có 10 điểm dành cho đội hình của Hùng Akira. Ui. Càng đấy. Trời ơi. Kinh, tàng Luân đâu rồi? Luân bắn ghê thế, thấy nó giơ súng ra cái chết với Kinh vậy. Quá gắt, quá ngợp. Càng quá. Thế là hôm nay là đội hình của Ambot đem về được 30 điểm. Đội hình của Luân vui tươi đem về được 10 điểm. Và chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ đến với loạt trận thi đấu của đội hình Luân vui tươi. À sorry các bạn, không, Ambot đối đầu với đội hình của Never Die, đội hình của Lê Bình Gaming. Càng đấy. Ok, và cảm ơn tất cả các tuyển thủ đã có mặt ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và các tuyển thủ nếu mà muốn trên team thì tí cứ ới anh một câu nhá, anh cho các em trên team. Càng đấy, cực kỳ là càng đấy. Gạt. Luân nó nhỏ thế nhỉ. Luân bắn kinh vậy. Alo. Sao em nói bé thế Luân? Anh cho em nói to lắm rồi đấy. Mic em bị bé ấy. À, nói chung là bắn kinh đấy. Ôi, nay mà Luân mở màn trận đầu là căng đấy. Thế em nhắc bảo anh em trong team rằng là cứ luyện thì ới anh nhá, vào mà luyện. Ok các bạn, bây giờ thì chắc là tôi cho các anh em chơi đâu rồi, tôi xem điểm đâu ta. Đây rồi. Vâng, và điểm của chúng ta trong ngày hôm nay đây các bạn ơi. Tổng điểm của tất cả chúng ta trong ngày hôm nay đó là 30 điểm dành cho đội hình của Ambot và 10 điểm dành cho đội hình của Luân Vui Tươi. Việt Thắng nhắc cho các bạn lại một lần nữa về lịch thi đấu là ngày mai đội hình của Never Die, Lê Bình, Bé Tranh, Quý và Đào Blood đối đầu với Ambot. Đấy là ngày mai. Còn ngày kia sẽ là Never Die đấu với Luân Vui Tươi. Và ngày thứ 5 là Luân Vui Tươi và Ambot sẽ đấu một trận 4v4. Đấy, các bạn nhớ lịch nhá. Vì sang tuần lịch nó cũng lại lặp lại kiểu như thế thôi.